Sáng ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quận sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị, tới sự có lãnh đạo phòng đoàn thể Ban dân vận Thành ủy. 6 tháng đầu năm, cấp ủy chính quyền từ quận đến cơ sở chỉ đạo tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Trung ương, thành phố và quận về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã phường thị trấn. Quy chế dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường được tập trung cao, cải cách hành chính, kỷ cương công vụ được tăng cường, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được chú trọng, lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời hiệu quả. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, quận tiếp nhận và trao tặng 9.745 xuất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn quận diễn ra an toàn, nghiêm túc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hoạt động giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tiếp tục quán triệt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dân chủ, năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện dân chủ gắn với chủ đề năm 2022 của thành phố và quận. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn cơ sở rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tham mưu chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền thực hiện quyết định 1738 ngày 7 tháng 1 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị của đảng viên từ sinh hoạt chi bộ, xây dựng kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân năm 2022.